tham dự cái khóa học trực tuyến này. Chúng tôi đang gửi tới lời chào trực tiếp từ Bỉ. Chúng tôi đang ở trong một trong những tòa nhà ở đây. Đối với đa số các bạn thì sẽ là buổi chiều. Vậy xin gửi tới các bạn lời chào buổi chiều từ Leuven. Chúng tôi đang gửi tới các bạn lời chào từ Bệnh viện Leuven. Đây là một bệnh viện rất lớn. Các bạn có thể thấy một số các số liệu thống kê hoạt động trong năm 2018. Thí dụ như 111.000 ca điều trị hàng ngày, 307 ca ghép tạng, vân vân và vân vân. 63.000 ca vào cấp cứu, bệnh viện và phòng khám hoạt động rất là mạnh. Chúng tôi có rất nhiều nhân viên, biên chế hơn 9.600 viên, gần 1.700 bác sĩ, 3.000 y tế, nhân viên cần lâm sàng, vân vân, và các nhân viên hậu cần khác. Chúng tôi có 19 nhân viên trong khoa tiêu hóa. Các bạn có thể thấy một đồng nghiệp của tôi mà cũng tham gia trong cái báo cáo này. Giống như và bệnh viện, khoa tiêu hóa hoạt động cũng rất mạnh. Đã có gần hơn 20.000 bệnh nhân mới, gần 5.000 ca nhập viện, hơn 10.000 ca nội soi, dạ dày ta tràng, hơn 10.000 ca đại tràng, vân vân. Kết nối với đó, các bạn có thể thấy một số các tổ chức nghiên cứu, chẳng hạn như cái tập đoàn hoặc là cái nhóm nghiên cứu để ứng dụng về mặt sinh học. Chúng tôi có 12 các nghiên cứu viên chính, 18 người làm nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ, 47 tiến sĩ. Tổng kết lại, chúng tôi đã có một khoa phòng làm việc rất là tích cực. Một trong các hướng nghiên cứu của chúng tôi đó là nghiên cứu về trong các rối loạn chức năng và rối loạn dạ dày ruột. Hôm nay chúng ta có hai khóa hôm nay và khóa ngày mai. Như vậy, khi các bạn xin ý kiến chuyên khoa, các bạn có thể xem thử một cái trang web tập hợp những cái thông tin của các vùng và miền. Và nếu như các bạn đánh vào trong đó vận động dạ dày ruột, các bạn có thể thấy trường học Leuven là đứng hàng thứ hai trên toàn cầu. Nếu như các bạn đánh vào khó tiêu thì chúng tôi là số 1. Nếu như liệt dạ dày, chúng tôi đứng hàng thứ 4. Hội chứng dumping thì bệnh viện và trường đại học của chúng tôi đứng số 1 và số 2. Và bệnh trào ngược là cái đề tài của một trong những cái khóa học kế tiếp, thì chúng tôi cũng đứng hàng số 3. Và ở đường tiêu hóa dưới, thí dụ như táo bón, thì chúng tôi cũng nằm trong top 10. Do đó có thể nói rằng chúng tôi có đầy đủ chuyên môn liên quan tới hoạt động dạ dày đường tiêu hóa, từ thực quản xuống cho tới hậu môn trực tràng. Trong cái phiên đầu tiên ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về các rối loạn thực quản. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao, sau đó nói về rối loạn vận động của dạ dày, một cái giải lao dài hơn. Chúng ta sẽ nói về những cái bệnh cảnh có cái triệu chứng khó khăn. Tất cả những cái này sẽ có liên quan tới thực hành lâm sàng. Và tuần tới chúng ta sẽ nói về ruột non và ruột dài, những cái hướng dẫn về mặt thực tế cũng như các khía cạnh chuyên sâu hơn của các rối loạn dạ dày ruột chức năng. Đây là một chương trình hoạt động rất là nhiều. Có thể là hơi khó bởi vì các bạn tiếp nhận rất là nhiều thông tin, thì chúng tôi, các bạn cũng có thể tương tác với chúng tôi. Đây là cái phim tương tác. Ở cái góc dưới bên phải, các bạn sẽ có một cái nút màu cam. Các bạn đánh câu hỏi vào đó, chúng tôi sẽ thấy câu hỏi và chúng tôi sẽ lựa chọn một số các câu hỏi để tương tác với các bạn. Câu hỏi của các bạn sẽ không có xuất hiện cho các đồng nghiệp thấy, nhưng mà chúng tôi sẽ chọn câu hỏi sát sườn nhất đối với các bạn. Chúng tôi không có ghi âm, ghi hình lại. Đây là cái cơ hội đầu duy nhất để các bạn xem được cái chương trình này, và tuần tới cũng vậy. Rốt cuộc lại quan trọng là chúng tôi đã thực hiện một chuẩn bị một cái khảo sát nhỏ để các bạn thực hiện.
để cho chúng tôi có thể tiếp nhận những cái thông tin phản hồi góp ý của các bạn đối với cái chương trình này để chúng tôi có thể tiếp tục cải tiến trong tương lai. Một lần nữa xin chào đón các bạn tới với khoa học chuyên sâu về vận động dạ dày ruột của Levin. Hy vọng là khoa học này sẽ rất là thực tế, giúp cho các bạn có thể điều trị bệnh nhân tốt hơn. Và cái phim đầu tiên liên quan tới các rối loạn thực quản, chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới. Đây là hình ảnh tổng quan về Levin. Đây là khuôn viên của đại học và trường đại học. Đây là thư viện của trường đại học. Ở đây có một cái biểu tượng của nghiên cứu và thắc mắc ở khoa học. Đây là tòa thị chính. Hy vọng là trong những lần tới, các bạn có thể qua châu Âu và có thể tới tham dự lớp học trực tiếp tại đó. Bây giờ chúng ta phải thực hiện trực tuyến thôi. Cái bài báo cáo đầu tiên, chúng ta nói về đo áp lực thực quản, các nguyên tắc, cũng như là phân loại Chicago. Đây là một trong những cái bài giảng kỹ thuật. Báo cáo viên là Hanelon Gayson, và là một trong những sinh viên, nghiên cứu sinh tiến sĩ. Xin kính mời Hanelon Gayson. Kính chào tất cả quý vị. Tôi xin phép được giới thiệu với các bạn phương pháp đo áp lực thực quản, nguyên tắc và phân loại. Đầu tiên nói về những thông tin cơ bản. Chúng ta biết rằng tại thực quản này có hai loại cơ. Đầu tiên là nhóm cơ vân, và 2/3 dưới là các cơ trên. Hơn nữa, thực quản cũng bao gồm những khu vực giải phẫu khác nhau. Đầu tiên là cơ tháp thực quản trên, được viết tắt bởi chữ EOS. Kế tiếp, bên dưới dạ dày, chúng ta có phần nối giữa dạ thực quản và dạ dày, được viết tắt là EJJ. Đây là những chữ viết tắt mà chúng ta sử dụng trong những slide kế tiếp. Trong cái vùng nối giữa thực quản và dạ dày sẽ bao gồm cơ tháp thực quản dưới cũng như là cơ hoành. Áp lực sẽ khác nhau. Thí dụ như tại vùng cơ tháp thực quản trên thì áp lực khoảng từ 100 tới 130. Trong phần thân thực quản thì áp lực âm. Tuy nhiên trong cái bộ nối và thực quản dạ dày thì áp lực chỉ khoảng 15 tới 45. Và trong dạ dày thì áp lực từ 5 tới 10. Để đo những cái áp lực này theo truyền thống, người ta đã phát minh ra cái áp lực kế thực quản. Chúng ta đo tại các điểm khác nhau ở trong thực quản và đầu trên của dạ dày. Những cái điểm này được thể hiện qua cái biểu đồ phía bên tay phải. Họ đo áp lực và được biểu diễn trên đồ thị bên tay phải. Khi một đối tượng nghiên cứu hoặc thực hiện nốt, thì sẽ tạo ra sự co bóp. Và đồng thời chúng ta có sự phóng thích của nitric oxide. Nitric oxide chịu trách nhiệm cho những cái đỉnh co bóp ở phần dưới của thực quản. Khi acetylcholine tạo ra cái co bóp, nó đẩy cái cục thức ăn xuống từ miệng chúng ta xuống tới dạ dày. Và nitric oxide ở cái đoạn dưới của thực quản lại chịu trách nhiệm cho việc giãn nở cái thực quản để bảo đảm cho cái cục thức ăn đó nó đi từ trên xuống dưới. Cái phương pháp đo truyền thống được phát minh vào thập niên 1960. Đây là phương pháp đo độ phân giải cao, trông tương tự như nhau, nhưng mà cái sự khác biệt lớn nhất là với phương pháp đo áp lực phân giải cao thì họ có nhiều điểm đo áp lực hơn. Những cái điểm đo này cũng có thể được biểu diễn trên đồ thị bên tay phải. Như vậy họ đo nhiều điểm hơn. Mà vì vậy chúng ta thấy nhiều đường biểu diễn, đường thông tin hơn. Chúng ta không thể biểu diễn nó trên một cái đồ thị màu. Đồ thị màu này gọi là Klaus Slot. Chữ Klaus đó là tên của cái người phát minh nha nó. Tôi sẽ giải thích. Cái chuyện đầu tiên chúng ta cần biết rằng
Những cái màu này đại diện cho áp lực. Màu xanh dương là áp lực thấp, và càng màu xanh, xanh lá cây, màu đỏ là áp lực càng cao hơn. Trên trục hoành là chúng ta có thời gian, và trên trục tung chúng ta có khoảng cách, bắt đầu từ cái lỗ mũi xuống tới cái đầu dưới nối với dạ dày. Như chúng ta có thể thấy, chúng ta có hai cái vùng mà có tăng áp lực. Cái vùng đầu tiên là cơ thắt thực quản trên, và cái đoạn bên dưới là cái chỗ nối giữa thực quản và dạ dày. Chuyện gì xảy ra khi người ta nuốt? Đầu tiên, cái cơ thắt thực quản trên nó sẽ giãn ra. Và trong phần thân thực quản, chúng ta thấy cái sóng nhu động di chuyển. Khi bệnh nhân nuốt vô, cái khu cục của thức ăn đã đi qua rồi, thì áp lực được phục hồi tại vùng nối với thực quản và dạ dày. Có những cái thiết bị đo áp lực kế khác nhau, cái loại mà phải sử dụng nước và loại đặt. Cái loại nước thì nó rẻ hơn, ống nó mềm hơn, tuy nhiên chỉ sử dụng vì đo cố định thôi. Các bạn cũng có thể có cái catheter, nó thường sử dụng cái cảm biến điện tử. Nó theo viêm bằng túi hơn, ống nó cứng. Nên tuy nhiên, chúng ta có thể đo ở tư thế cố định hoặc là khi bệnh nhân đang di chuyển. Bây giờ tôi xin giải thích cho các bạn một số các chỉ số đo trong việc đo áp lực kế thực quản, độ phân giải cao. Đầu tiên, xin nói về cái chỗ nối giữa thực quản và dạ dày. Cái vùng này nó có hai chức năng. Nó cần phải mở ra để bảo đảm cho cái cục thức ăn nó đi từ thực quản xuống tới dạ dày. Và vì vậy, muốn mở ra thì nó phải biết thư giãn. Cái chức năng thứ hai là ngăn chặn sự trào ngược thức ăn từ trong dạ dày lên thực quản. Tức là ngăn cản sự trào ngược này thì nó phải biết đóng lại. Tuy nhiên, trong trường hợp mà bệnh nhân bị thoát vị hoành, thì cái cơ thắt thực quản dưới nó bị đẩy lên bên trên vào trong cái lồng ngực. Và do đó, cái chức năng để ngăn cản sự trào ngược xảy ra bị ảnh hưởng. Và điều này cũng có thể được ghi nhận trên cái áp lực kế đồ, độ phân giải cao. Các bạn có thể thấy sự khác biệt giữa cơ thắt thực quản dưới và cơ hoành. Trong phân loại này, người ta mô tả ra những cái hình thái học khác nhau trên cái biểu đồ A trong tình huống bình thường. Tức là vùng cơ thắt thực quản dưới, chỗ nối thực là bình thường. Hình B đã có sự phân ly giữa cơ thắt thực quản dưới và cơ hoành, và trong hình C và hình D là đã có sự cách ly hoàn toàn giữa cơ thắt thực quản dưới và cơ hoành. Một trong những chỉ số đầu tiên mà chúng ta đánh giá đó là khả năng giãn của cái vùng nối giữa thực quản và dạ dày khi nuốt. Chỉ số này được gọi là IRP, được viết tắt là IRP4. Chỉ số IRP4 được xem là cái áp lực kéo dài trong vòng 4 giây cho tới cửa sổ kéo dài 10 giây. Và nó có thể là tiếp tục, liên tục hoặc là không liên tục. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là chúng ta không chỉ dựa trên cái con số mà cái máy nó đo cho các bạn, mà các bạn cần phải xem trên cái biểu đồ mảng màu. Tôi xin phép giải thích. Thí dụ như chúng ta nhìn ở đây, chúng ta nghĩ rằng cái cơ thắt thực quản dưới là nó giãn ra, vì chúng ta thấy nó tụt xuống. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn trên cái mảng màu, thì chúng ta thấy thực quản nó ngắn lại. Thực quản ngắn lại là xảy ra cái gì? Khi người ta nuốt, thì lúc này cái cá bùng EGJ nó đẩy lên trên. Cho nên giống như là nó giãn ra, nhưng mà thực ra là nó không giãn chút nào hết. Chúng ta gọi đây là giãn dại.
có những cái giá trị bình thường và những giá trị mức ngưỡng để xác định IRP4 tùy thuộc theo những hệ thống máy khác nhau. Chúng tôi sử dụng cái mức giới hạn trên bình thường là 20mm thủy ngân. Kế tiếp, bây giờ chúng ta qua một cái chỉ số mà chúng ta đo được trong cái sóng di động. Đầu tiên, cái chỉ số này được gọi là cái chỉ số co bóp bùng xe, được viết tắt là DCI. Đây cũng là một cái chữ viết tắt mà tôi sử dụng hết trong bài báo cáo còn lại. Chỉ số này cho biết cái độ mạnh của sự co bóp. Một cái co bóp bình thường sẽ có DCI từ 450 tới 8000, dưới 450 được xem là nhu động yếu, có thể là co bóp yếu, tức là khoảng 100 tới 450, hoặc là không co bóp, quá yếu thì thất bại dưới 100. Nếu như các bạn có DCI mà lớn hơn 8000, lúc đó chúng ta gọi là cường co bóp. Một cái chuyện thứ hai, khi các bạn nhìn vào thân thực quản, đó là xem thử cái sóng nhu động nó có đều đặn hay không. Trong hình A, chúng ta thấy cái sóng nhu động nó đều đặn. Ở cái khu vực này nó không có màu đỏ. Trong hình B, chúng ta thấy nó bị gián đoạn ở đây. Cái gián đoạn này, nó có chiều dài là 6,2cm. Như vậy, nó vượt hơn mức ngưỡng là 5cm. Như vậy, để xác định, chúng ta cần xác định đó cái mức áp lực 20mm thủy ngân nếu như nó vượt quá 5cm. Chúng ta gọi là đó là cái động tác nút mà bị phân mảnh. Tuy nhiên, DCI phải bình thường. Ví dụ như lớn hơn 450, trong hình C thì không có vậy. Trong hình C, chúng ta thấy có một cái gián đoạn lớn, 13,6cm vượt 5cm, nhưng mà DCI là dưới mức 450, cho nên cái động tác nút này được xem là không hiệu quả. Trong nghiên cứu này, họ xem, coi thử phải mất bao nhiêu động tác nút là có cái khoảng nghỉ bị gián đoạn và vượt hơn 20% so với chiều dài của thực quản. Ngay cả ở những đối tượng, đối chứng hoặc là những cái người mà không có gợt thì cũng đã xảy ra những cái phần gián đoạn. Tuy nhiên, cái mức độ gián đoạn mà vượt hơn 20% thì xảy ra nhiều hơn ở những bệnh nhân có trào ngược hoặc là thực quản Barrett. Kế tiếp, chúng ta coi chỉ số là về độ trễ ở đoạn xe. Để định nghĩa cái độ trễ của đoạn xe, chúng ta cần xác định cái điểm mà giảm tốc co bóp. Đây là cái điểm trung chuyển giữa cái nhu động nhanh của thực quản và thứ hai là cái giai đoạn tống suất chậm. Và vì vậy, chúng ta sẽ xác định ở cái mức 30mm thủy ngân. Và chúng ta cần tìm một cái điểm mà cái sóng nhu động nó dịch chuyển một cái hình dạng một chút xíu. Ở đây các bạn thấy cái sóng nhu động nó cứng hơn. Rồi tới cái giai đoạn tống suất. Cái phần cứng của cái sóng nhu động co bóp này cho thấy nó có vẻ có hình chữ V ngược, trong khi cái giai đoạn tống suất thì nó có hình cầu nhiều hơn. Một khi chúng ta đã xác định những điểm vừa kể rồi, chúng ta sẽ tính cái độ trễ đoạn xe. Độ trễ đoạn xe là khởi phát giữa động tác nút giữa lúc giãn cái cơ thắt thực quản trên. Mức ngưỡng ở đây được định nghĩa là 4,5 giây. Nếu như độ trễ giai đoạn xe, mà dưới hơn 4,5 giây thì được xem là co bóp còn non quá. Một cái điều kiện ở đây là DCI phải bình thường đã, tức là phải vượt hơn 450. Kế tiếp, chúng ta sẽ xem xét áp lực ở trong cái cục thức ăn. Khi bệnh nhân nuốt, chúng ta thấy vùng IgG giãn ra, cho nên cục thức ăn đi qua thực quản
và vì vậy không có áp lực tồn đọng trong cục thức ăn. Ở đây tình huống thì khác. Ở đây cái vùng Ichiche nó không có giãn ra, cho nên cục thức ăn không được đẩy ra khỏi thực quản và áp lực ở bên trong cục thức ăn tăng lên. Một thí dụ nữa của áp lực trong cục thực quản đó là tăng áp lực trên toàn thực quản. Trong trường hợp hồi nãy chúng ta còn thấy có tình trạng co bóp, tình trạng tăng áp lực toàn thực quản được gây ra do cái cục thức ăn. Như vậy tổng kết lại, đối với vùng thực quản, chúng ta có thể xem xét cái độ mạnh của co bóp, cái kiểu co bóp và áp lực bên trong của thức ăn. Những cái chỉ số vừa kể sẽ được ứng dụng vào trong cái phân loại Chicago. Phân loại Chicago là một cái công cụ được chuẩn hóa để đo áp lực thực quản phân giải cao, để khảo sát những rối loạn vận động thực quản. Cái phiên bản đầu tiên được đưa ra vào năm 2009, mà hiện nay đã là phiên bản số 3 rồi. Trong cái phiên bản số 3, người ta dựa trên 10 lần nuốt 50 lít ướt, bệnh nhân là tư thế nằm ngửa. Và với điều kiện là bệnh nhân chưa từng phẫu thuật thực quản hoặc là dạ dày. Và phân loại như sau. Một cái lưu ý đầu tiên là phân loại này sử dụng cái phân loại theo thứ bậc. Chúng ta sẽ bắt đầu từ trên. Các bạn sẽ trả lời các câu hỏi có hay không, rồi sau đó bạn đi xuống. Các bạn trả lời có thì nó lại dích sang phiên phải thành những cái chẩn đoán. Tôi sẽ đi qua cái phân loại Chicago qua cái slide kế. Các bạn để ý cái đường màu đỏ bên dưới. Tất cả những cái gì mà bên trên cái đường màu đỏ thì không gặp người bình thường. Bên dưới cái đường đỏ là bình thường. Đầu tiên, các bạn sẽ xem xét giá trị của ARP4. Nếu như nó lớn hơn giới hạn trên bình thường, thì chúng ta nghĩ tới những rối loạn về tắc nghẽn đường ray của cái vùng Ichiche. ARP4 trung vị là lớn hơn 20 mét thủy ngân. Tức là cái mức giới hạn trên bình thường, nó còn phụ thuộc vào loại catheter và cái hệ thống máy mà chúng ta sử dụng. ARP4 mà tăng. Và mình thấy cái bên cái giá trị, thí dụ như 100% co thắt hoặc là không có nhu động. Đây là những trường hợp mà co thắt thực quản. Trong trường hợp còn lại thì chúng nó là tắc nghẽn đường ray của Ichiche. Theo phân loại của Chicago, họ chia nó thành 3 loại. Tiếp 1, tức là không tăng áp lực trong thực quản. Hoàn toàn không có nhu động trong tất cả các động tác nuốt. Nếu như có một cái DCI lớn hơn 100, thì cái đó không phải là tăng áp lực thực quản, mà chúng ta gọi là tắc nghẽn đường ray. Tiếp 2, có cái biểu hiện là có sự hiện diện của tăng áp lực toàn thực quản trong hơn 20% các động tác nuốt. Và tiếp 3 là có sự co thắt được định nghĩa bởi cái độ trễ đoạn xoay dưới 4,5 giây và nhiều hơn 20% các động tác nuốt. Bây giờ chúng ta nói tới cái tắc nghẽn đường ray của đoạn Ichiche. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta thấy có một cái sóng nhu động xảy ra. Tuy nhiên cái vùng Ichiche nó không có giãn ra và vì vậy áp lực ở bên trong cái cục thức ăn nó lớn lên. Như vậy ARP4, giá trị ARP4 nếu như không lớn hơn giới hạn trên bình thường, mình trả lời không thì mình đi xuống dưới tới bước thứ 3. ARP4 có giá trị bình thường. Lúc này mình sẽ xem thử coi cái độ trễ đoạn xoay DL hoặc DCI ngắn hay cao và có 100% nhu động, có bị mất nhu động không?
Một trong những rối loạn đầu tiên chúng ta gọi là không có co thắt, không có co bóp. EGJ thì vẫn dán lại bình thường, nhưng mà nhu đồng đều thất bại, tức là DCI dưới 100. Một cái rối loạn kế tiếp, đó là sự co thắt thực quản đoạn sai. EGJ thì vẫn bình thường. Tuy nhiên, độ trễ giai đoạn sai dưới 4,5 giây từ 20% số lần nuốt trở lên, với điều kiện là DCI vẫn bình thường, tức là lớn hơn 450. Điều này có thể có hình ảnh cái thực quản giống như cái độ mở nút chai sân bay. Tiếp bay trông cũng tương tự. Tuy nhiên, cái sự khác biệt giữa hai cái này đó là EGJ ở đây nó giãn, chúng ta có IRP bằng 9,4. Tuy nhiên, trong việc này EGJ không giãn. Và đó là cái khác biệt lớn nhất giữa co thắt thực quản đoạn dưới và co thắt thực quản tiếp 3. Một cái rối loạn cuối cùng được gọi là thực quản bua tải hoặc là thực quản tăng co. EGJ thì vẫn giãn ở bình thường, nhưng DCI lớn hơn 8,000, hơn 20% số lần động tác nút. Nếu như bước 3 mà vẫn trả lời không, chúng ta qua bước 4. Nếu như IRP 4 mà vẫn bình thường, các bạn không thấy DL ngắn hoặc DCI cao, hoặc là cũng không thấy 100% mất nhu động. Những rối loạn này được định nghĩa là IRP bình thường, nhưng mà động tác nốt kém hiệu quả khoảng hơn phân nửa các lần động tác nốt. Người ta gọi là rối loạn nhẹ bị nhu động thôi. Một thí dụ đầu tiên đó là vận động thực quản kém hiệu quả AEM. EGJ vẫn bình thường, tuy nhiên động tác nốt là không hiệu quả từ 50% trở lên. Cái động tác nốt này có thể thất bại, tức là DCI dưới 100. Tuy nhiên, không được phép thất bại trong tất cả 10 lần nốt. Động tác nốt này cũng có thể bị yếu và DCI 187. Một cái rối loạn nữa đó là các nhu động phân tán phân mảnh. EGJ vẫn giãn bình thường, do đó khoảng phân nửa các động tác nốt, tức là cái độ trễ gián đoạn của nó lớn hơn 5 cm, gặp dưới 50% các trường hợp và vẫn phải bảo đảm là DCI giá trị bình thường. Nếu như chúng ta có IRP bình thường và động tác nốt hiệu quả trong hơn 50% các động tác nốt theo tiêu chuẩn của Chicago, đó là bình thường. Để kết luận, có thể thấy phương pháp đo lực cấy độ phân giải cao và phân loại Chicago giúp cho chúng ta chẩn đoán được các rối loạn về vận động thực quản. Tại thời điểm hiện nay, nó đã được kiểm định với 10 lần động tác nốt 50 lít trong tư thế nằm ngửa. Với hệ thống máy CRI, việc sử dụng những hệ thống khác, hoặc là chúng ta kêu bệnh nhân nuốt một số lượng lớn nhiều hơn, hoặc là không phải nước nhưng mà là nuốt thức ăn đặc hay là bánh đặc, hay là cho bệnh nhân ở những cái tư thế khác nhau, nửa nằm nửa ngồi, thí dụ hoặc là cho nằm nghiêng, hoặc là sử dụng những cái nền tảng máy đo khác. Những cái vấn đề này cũng được đề cập trong phiên bản số 4 của Chicago mà hiện tại chúng tôi đang cố gắng cải tiến. Một lần nữa, xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin cảm ơn bài báo cáo toàn diện và đầy đủ thông tin. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi từ phía cử tòa dành cho báo cáo viên thứ nhất. Xin cảm ơn bài báo cáo thứ nhất. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi từ cử tòa. Câu hỏi thứ nhất, chúng ta có thể các con bó tới sớm mà vượt hơn 10.000 mm thủy ngân cm dây không? Chuyện xảy ra trong cái phân loại của Chicago,
là bao giờ các bạn cũng phải xem xét kết quả DCI. Nếu như nó vượt hơn 8.000, thì mình được định nghĩa là tăng áp lực co bóp. Xin cảm ơn. Đó là câu hỏi duy nhất mà chúng tôi có cho tới nay. Xin cảm ơn báo cáo viên thứ nhất. Hannah Laura gave you an excellent introduction on esophageal manometry, and of course, chúng ta đã tìm hiểu về đo áp lực ở trong thực quản và khi chúng ta thực hiện chẩn đoán, cái bước kế tiếp là quyết định xem chúng ta sẽ điều trị gì đối với bệnh nhân. Và đấy, đó là chính là nội dung mà tôi sẽ đề cập trong bài báo cáo này. Tôi là Tim Van Nissen, tôi là đồng chủ tọa cho cái phiên đào tạo trực tuyến này. Tôi sẽ cùng sử dụng cái tiêu chuẩn phân loại Chicago để thảo luận về việc điều trị những cái rối loạn khác nhau. Và như báo cáo viên thứ nhất đã nói các bạn, chúng ta cũng đi qua từng bậc khác nhau. Chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới. Khi mà không có sự giãn của EGJ, bộ nối giữa thực quản và dạ dày, đối với điều trị khoảng thác thực quản, cần phải biết, cần sử dụng cái gì. Đây là cái tổng quan. Cái vấn đề ở đây, chúng ta không thấy có sự giãn cái chỗ nối giữa thực quản và dạ dày. Và về mục tiêu của điều trị, làm sao giảm được cái áp lực của cơ thác thực quản dưới để tránh được sự giãn càng ngày càng tăng. Sự giãn này càng ngày càng tăng sẽ làm cho thực quản trở thành giống như đại tràng sigma. Nếu như chúng ta để cái thực quản mà nó tiến triển thành hình dạng của đại tràng sigma, thì sẽ rất khó điều trị. Và nhiều bệnh nhân này cuối cùng sẽ cần phải cắt bỏ thực quản. Và nếu như chúng ta không điều trị tình trạng quan sát thực quản đàng hoàng, thì thức ăn sẽ lắng đọng. Thức ăn mà lắng đọng trong đó thì sẽ dẫn tới sự loạn sản và ung thư về lâu về dài. Và cuối cùng, mặc dù chúng ta muốn làm giảm áp lực của cơ thác thực quản dưới để bảo đảm cho thức ăn nó rơi xuống vào dạ dày bằng trọng lực, nhưng mà chúng ta cũng đừng điều trị quá tay. Bởi vì nếu như chúng ta triệt bỏ hết cái cơ thác thực quản dưới, thì sẽ dẫn tới tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Có bốn cái cách điều trị. Cái cách điều trị thứ nhất là sử dụng thuốc. Một số các lựa chọn như sau, thí dụ như các chất ức chế kiêng canxi và nitrat, nó làm giảm áp lực cơ thác thực quản dưới, nhưng cái nhược điểm của nó là nó có các tác dụng phụ, thí dụ như bị nhức đầu, bị tụt huyết áp. Và đó là lý do tại sao mà trong cái hướng dẫn điều trị gần đây nhất về điều trị con thác thực quản, thì chúng tôi không khuyến nghị sử dụng nitrat hoặc là chèn kinh canxi hay là phosphodiastera. Có một cái ngoại lệ, đó là Botox. Chúng ta biết rằng Botox hoạt động bằng cách ngăn chặn những sự phóng thích của những cái túi chứa acetylcholine phóng thích vào khe tiền synapse và dẫn tới sự giảm acetylcholine trong khe synapse. Botox có thể được sử dụng đối với những bệnh nhân này, đặc biệt là bệnh nhân cao tuổi mà không thể có những cái bước can thiệp khác. Những bệnh nhân này sẽ cần một cái điều trị bắt đầu trước khi một cái điều trị khác, ví dụ nong thực quản hoặc là phẫu thuật tạo hình. Bây giờ chúng ta qua nong thực quản bằng bóng hơi, mà nhiều trung tâm được xem là cái điều trị đầu tay với con thác thực quản. Người ta sẽ đưa bằng nồi soi vào, rồi sau đó người ta bơm cái bóng lên, một cái bóng có độ chun dài, dán cao, được đưa qua cái gai quai đó, qua cái chỗ nối với thực quản của dạ dày. Cái cách mà chúng tôi làm tại Leuven là ngày đầu tiên chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cái bóng 30mm. Mục tiêu ở đây là đạt được ARP4, áp lực giãn thực quản dưới 20. Vào ngày thứ hai, chúng tôi sẽ thực hiện và đo lại. Nếu như không đạt đến mục tiêu, thì chúng ta đổi qua cái bóng thứ hai, cái bóng to hơn 35mm. Và cái ngày kế tiếp, chúng tôi tăng lên tới 14mm. Nếu như không đạt được cái mức ARP4, đây là một trong các bệnh nhân đã đồng ý cho chúng tôi chụp hình. Chúng tôi thực hiện trong tư thế ngồi để tránh hít thức ăn vào phổi.
ở phía bên tay trái, các bạn sẽ thấy cái hình ảnh chụp trên màn hình quang. Khi chúng tôi bắt đầu bơm cái bong bóng lên, và các bạn thấy trong hình ảnh thứ hai, đây là một cái nong thành công. Chúng tôi biết rằng nong bằng hơi có hiệu quả. Đây là một số ca nghiên cứu mà chúng tôi đã công bố cách đây vài năm. Đặc biệt, nếu như mình đo lặp đi, mình nong lặp đi lặp lại, thì tỷ lệ thành công là hơn 85% bệnh nhân. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh là cần phải nong lặp đi lặp lại, bởi vì khoảng 1/3 bệnh nhân thế nào cũng cần phải nong lại sau vài năm. Đây là cái diễn tiến tự nhiên thường xảy ra sau khi nong bằng hơi. Một số các yếu tố nguy cơ khi chúng ta nong lại, đặc biệt thường hay gặp ở bệnh nhân trẻ, những bệnh nhân dưới 40. Đây là những bệnh nhân gặp nguy cơ cao, cần phải được nong lại sau vài năm. Người đàn ông cũng có nguy cơ cao hơn. Hoặc là những bệnh nhân có cái thực quản rộng, tức là những bệnh nhân mà việc điều trị đã bị trì hoãn và cũng phụ thuộc vào từng cái phân tích đo áp lực thực quản của bệnh nhân. Một số yếu tố rủi ro liên quan tới cái thủ thuật này, nếu như chúng ta chỉ nong có một lần, chúng ta dùng cái bóng cỡ nhỏ, chúng ta không đạt đến cái mục tiêu về giãn cơ thắt thực quản dưới, nó có thể dẫn tới sự thất bại của điều trị. Đối với các phân tích, chúng ta có 3 phân tích của con thắt thực quản. Tiếp 2, lúc đó cái thực quản vẫn còn có trương lực. Đây là những bệnh nhân mà có dự hầu tốt nhất và có đáp ứng tốt với điều trị. Khác biệt so với tiếp 3, tiếp 3 này là những con thắt mang tính chất thụ động, thường là khó điều trị hơn. Vì chúng ta điều trị cái chỗ vùng ECJ. Việc nong bằng hơi này cũng sẽ có một số các biến chứng. Khoảng 3-4% bệnh nhân thủ thuật này có dẫn tới bị thủng thực quản. Ở phía tay phải, đó là một trong các bệnh nhân của tôi đã bị thủng cái thực quản vào cái ngày sau khi thực hiện thủ thuật và được thể hiện qua hình ảnh X-quang. Một số các biến chứng khác, bệnh nhân có thể hít thức ăn vào phổi, là một biến chứng do điều trị. Nếu như triệt tiêu hết cái cơ thắt thực quản dưới thì có thể dẫn tới bệnh lý trào ngược. Bây giờ chúng ta qua một cái thủ thuật xâm lấn hơn, đó là thủ thuật cắt cơ Heller. Người ta sẽ cắt cái lớp cơ của thực quản và thường người ta sẽ kết hợp với các thủ thuật mà chống trào ngược. Thường thường là chúng ta gặp hình phễu. Đó là cái kết quả ngắn hạn và dài hạn. Như vậy, câu hỏi đặt ra là chúng ta nong bằng hơi hay là chúng ta cắt cơ? Điều này đã được thực hiện trong một cái nghiên cứu được thực hiện của châu Âu, của giáo sư Borkesten và giáo sư Stock, đồng nghiệp của tôi trong nghiên cứu này. Bệnh nhân được chia ngẫu nhiên để nong bằng hơi hoặc là phẫu thuật nội soi cắt cơ. Trong vòng 2 năm đầu thì không ghi nhận sự khác biệt về mức độ thành công bằng cách chúng tôi sử dụng cái thang điểm AK. Sự giảm cái thang điểm này theo thời gian. Điều này cũng được khẳng định về lâu về dài. Sau 5 năm, hai đường cong vẫn chập nhau, hoàn toàn không có sự khác biệt giữa nong bằng hơi hoặc là cắt cơ. Và phương pháp nong bằng hơi rõ ràng hiệu quả hơn so với chi phí. Tuy nhiên, cái mà chúng tôi thấy trong nghiên cứu này, đó là khoảng 1/4 bệnh nhân cần được nong lại trong cái nong bằng hơi. Và điều này cũng là thực tế trong lâm sàng. Nó khác biệt tùy theo cái phân tích của bệnh nhân. Không khác biệt ở tiếp 1 và tiếp 2, nhưng trong một cái phân nhóm nhỏ ở bệnh nhân thuộc tiếp 3, với sự co thắt ở đoạn sai, thì cái phẫu thuật mà cắt cơ nội soi nó có vẻ tốt hơn so với nong bằng hơi.
Nhưng mà cái phân nhóm đó, cơ mẫu nó nhỏ. Và vì vậy, sẽ dẫn tới một cái lưu đồ như sau. Nếu như nguy cơ phẫu thuật của bệnh nhân thấp, những bệnh nhân này nên được chuyển tới những trung tâm chuyên sâu và thực quản. Và chúng ta sẽ quyết định coi là chích Botox hay là chúng ta nong bằng hơi. Nếu như triệu chứng lặp đi lặp lại sau khoảng vài tuần hoặc vài tháng thì có thể không lặp lại mà chúng ta sẽ đi qua cái điều trị kế tiếp. Có một số thảo luận là có bệnh nhân trẻ hoặc là bệnh nhân tiếp 3 thì chúng ta có thể chuyển sang cắt cơ như là cái điều trị đầu tay. Tuy nhiên, tại trung tâm của chúng tôi vẫn ưu tiên phương pháp đầu tay là phương pháp nong bằng hơi, vì nong bằng hơi thì nó không làm ảnh hưởng những cái cách để chúng ta phẫu thuật trong tương lai. Cuối cùng là phương pháp POM. Đây là phương pháp mới. Phương pháp POM là phương pháp tạo ra đường hầm dưới niêm mạc trong thực quản và chúng ta đi xuống dưới. Trong hình ảnh thứ hai, chúng ta tạo ra cái đường hầm. Rồi sau đó chúng ta cắt cái lớp cơ từ phía bên trong dạ dày. Chúng ta sẽ đi khoảng vài cm vào trong dạ dày và đi ngược lại cho tới cái đoạn đi ra. Đây là một trường hợp xâm lấn và trên hình ảnh này chúng ta có thể thấy sự khác biệt của nó với phương pháp cắt cơ. Nó không có tăng kết hợp để tạo thành chống trào ngược. Đây là một cái nhược điểm của phương pháp này. Với phương pháp POM, kết quả ngắn hạn là rất là tốt. Đây là một số các ca báo cáo. Tuy nhiên, lưu ý đây là các nghiên cứu ngắn hạn mà không có nhóm đối chứng. Tỷ lệ thành công gần như 100%. Tuy nhiên, khi chúng ta xem các nghiên cứu đa trung tâm nhánh mở cách đây vài năm, thì kết quả sau một năm là có vẻ kém lạc quan hơn. Và chúng tôi đang chờ các nghiên cứu so sánh phương pháp POM, phương pháp cắt cơ, hoặc nong hơi. Có vẻ như một số các câu trả lời được liệt kê như sau. Đây là một nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên, trong đó phương pháp POM được so sánh với phương pháp cắt cơ. Mức độ thành công được xác định nếu như thang điểm Eckert dưới 3. Trong nghiên cứu này không ghi nhận sự khác biệt giữa phương pháp POM và phương pháp cắt cơ. Đây là nghiên cứu chứng minh không thua kém, để chứng minh POM là không thua so với phẫu thuật. Xét về các triệu chứng trào ngược, thì có sự hiện diện nhiều hơn của viêm thực quản và trào ngược ở những bệnh nhân bị POM, ở cả những người mà có triệu chứng trào ngược hàng ngày. Vì vậy, chúng ta cần cẩn trọng đối với những tác dụng phụ của nó. Đây là một nghiên cứu khác so sánh với phương pháp POM và hấp nông bằng hơi. Trong nghiên cứu này, chúng ta thấy các bệnh nhân trong nhóm POM là thành công hơn so sánh với nhóm nong bằng hơi. Xét về thang điểm Eckert dưới 3, tuy nhiên, xét về không cần phải tái điều trị, những bệnh nhân mà nong bằng hơi ở cái biểu đồ bên tay phải thì cần phải lặp lại điều trị, đó là những bệnh nhân màu vàng. Tất cả những cái mỗi một cái đường đó là đại diện cho một bệnh nhân. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của tôi, điều này không thể hiện cái thực hành lâm sàng hàng ngày. Trong nong bằng hơi, nhiều bệnh nhân vẫn cần phải tái điều trị. Kết quả nghiên cứu này chỉ cho thấy POM thì không có thua kém so với nong bằng hơi. Tất cả các guideline và các hướng dẫn mà tôi đã vừa mới trình bày với các bạn được tổng kết trong cái guideline 2018 của ISDE, và tôi khuyến nghị là các bạn nên đọc để tăng cường cái thực hành lâm sàng. Như vậy, đó là tình trạng co thắt thực quản. Về những cái thông tin lâm sàng khác nhau, bây giờ chúng ta đi xuống ở cái mức thứ hai thì bằng chứng nó ít hơn. Nếu như thực quản không giãn ra vùng ICJ mà vẫn còn một số cái nhu động thì chúng ta gọi đó là tắc nghẽn đường ray của ICJ. Cái cục thức am nó bị mắc kẹt ở đây giữa cái phần không giãn và cái nhu động bình thường. Nguyên nhân của cái việc cái tắc nghẽn đường ray có thể rất là nhiều, có thể là các nguyên nhân hữu cơ, có thể là ung thư, có thể là chít hẹp. Và vì vậy, mình cần loại trừ những cái tắc nghẽn cơ học. Cái cách mà chúng tôi làm là chúng ta nên sinh thiết
và nên sinh thiết ở đoạn sai và đoạn gần, để loại trừ những trường hợp bị viêm thực quản hoặc lạc tính. Chúng ta cũng cần cân nhắc chụp thực quản mà có nốt thuốc cản quang để chúng ta biết có ứ đọng, ứ chảy. Đặc biệt là các bệnh nhân cao tuổi, nếu như các bạn không thấy cái thất bại, không thấy cái bất thường nào đó trong nội soi, thì chúng ta nên chụp cái vùng ETCA bằng cách làm siêu nội soi hoặc là CT. Kết hợp, chúng ta cũng có thể nong buji. Đây là một số thí dụ của bệnh nhân bị tắc nghẽn cái đường ray của vùng ETCA. Một trong những cái biểu hiện thường gặp đó là viêm thực quản có tăng, bạch cầu axit ở bên tay phải. Chúng ta thấy một cái tổn thương ung thư của cái vùng tâm vị. Nó có thể rất là nhỏ. Nó có thể giải thích tại sao tắc nghẽn cái đường ray như vậy. Chúng ta sẽ kiểm tra thêm những cái hạt ngoài thực quản hoặc là kiểm tra xem có ung thư phổi ở vùng ngực hay không. Một số các loạt các nghiên cứu, 70% bệnh nhân bị cái bệnh lý tắc nghẽn đường ray này có thể không có biểu hiện triệu chứng. 1/3 bệnh nhân được chẩn đoán có sự ứ đọng thức ăn khi chụp có cản quang. Chúng ta cần có thêm những cái bằng chứng, và điều này sẽ được tích hợp vào trong cái phân loại kế tiếp của Chicago. Một nghiên cứu khác có khoảng 60 bệnh nhân bị tắc nghẽn đường ray của thực quản. Bệnh nhân được nuốt là cản quang barium. 1/3 có thoát vị hoành. Xét về mặt điều trị, ở các bệnh nhân bị tắc nghẽn đường ray, thực sự là khó điều trị. Xét về phương pháp nong, trích Botox hoặc là phương pháp cắt cơ, đáp ứng của bệnh nhân là hạn chế. Đây là cái nghiên cứu có cơ mẫu ngắn. Chúng tôi không có khuyến nghị áp dụng phương pháp POM cho những bệnh nhân bị tắc nghẽn đường ray này. Các bạn cần xem thử các tình trạng ứ chảy thức ăn hay không, được thực hiện qua chụp cản quang hoặc cản quang hoặc là đo áp lực kế. Ví dụ như hình ảnh phim tay trái có sự gia tăng của ARP và áp lực ở bên trong cục thức ăn giữa hai đoạn là cái hình tam giác. Ở đó chúng ta thấy cục thức ăn bị kẹt lại. Ở phía tay phải, chúng ta cũng thấy tắc nghẽn cái đường ray. Tuy nhiên, áp lực trong cục thức ăn lại hoàn toàn bình thường. Ở bệnh nhân phía tay phải, thì ít có khả năng là bệnh nhân này cần điều trị hơn. Ít có khả năng là cái tình trạng ứ chảy thức ăn được chẩn đoán bằng chụp cản quang thực quản. Dựa trên cái kết quả của việc nong và dựa trên kết quả của việc sinh thiết mà nó sẽ chỉ định cái phương pháp điều trị. Trong trường hợp sinh thiết mà cho thấy là viêm thực quản có tăng bạch cầu ưa axit thì chúng ta sẽ xử trí tương ứng. Chúng ta sẽ không nói về cái này vì nó ngoài phạm vi cái bài này. Nếu mình như bệnh nhân sau khi nong mà thấy đỡ hơn thì mình có thể lặp lại cái nong nếu như triệu chứng tái phát, hoặc mình có thể thử điều trị mức chế bơm rô tông. Nhiều bệnh nhân này cũng có cái triệu chứng liên quan đến trào ngược, và những bệnh nhân mà không thấy có hiệu quả trong việc nong thì bước kế tiếp là chúng ta sẽ nong bằng bóng 20 mm. Nếu vẫn còn chưa hiệu quả trong việc giảm triệu chứng nữa thì chúng ta sẽ xử trí họ như là những bệnh nhân bị co thắt thực quản mặc dù bằng chứng là ít. Có một điểm nữa mà các bạn cần lưu ý là không phải tất cả các bệnh nhân bị tắc nghẽn đường ray, ngay cả các bệnh nhân bị co thắt thực quản, đều là những cái rối loạn vận động nguyên phát. Một số các loại thuốc, thí dụ như opioid, cũng có thể gây ra tình trạng rối loạn vận động thư phát hoặc tắc nghẽn đường ray. Đây là một cái nghiên cứu ở các bệnh nhân vẫn đang sử dụng opioid. Đây là những bệnh nhân sử dụng opioid mãn tính. Cái cột màu xanh dương là có xài opioid.
mà màu đỏ là khảo sát khi đã ngưng thuốc opioid. Chúng tôi khảo sát tần suất của việc tắc nghẽn đường ray của thực quản đã giảm thiểu một cách ngoạn mục khi ngưng opioid, đồng thời tỷ lệ của các bệnh nhân bị co thắt thực quản tiếp 3 cũng biến mất. Nếu như chúng ta không để ý như vậy, chúng ta lại sử dụng nông vô, chúng ta sẽ có tác dụng phụ. Trong khi đó, bệnh nhân có thể được trị rất là dễ bằng cách ngưng opioid, mặc dù nhiều bệnh nhân không phải ngưng opioid không dễ. Bây giờ chúng ta đi xuống thêm một cấp độ nữa. Chúng ta đi xuống cái co thắt thực quản đoạn sai. Đây là những bệnh nhân có ARP ngắn và đồng thời có tăng DCI, có thực quản kiểu bú tải. Việc điều trị cho những bệnh nhân này đó là thử sai PPI, vì chúng ta biết acid có thể gây ra những rối loạn vận động này, và nếu như sử dụng PPI là không đủ mà thường gặp như vậy, thì chúng ta qua những cái điều trị khác, ví dụ như dùng nitrate trên kênh canxi hoặc Botox. Cái mà loại chiếc kênh canxi mà tôi thường hay sử dụng là diltiazem 60 mg hoặc là nifedipine phong thích chậm. Chúng ta có thể sử dụng nitrate xịt hoặc là sildenafil phosphodiesterase. Cách đây vài năm, chúng tôi đã có một cái nghiên cứu. Chúng tôi chia ngẫu nhiên bệnh nhân vào trong nhóm dùng Botox hoặc là tiêm nước muối đằng trương, và sau đó đổi chéo. Chúng tôi tiêm Botox không phải tại cái vị trí của ECJ, bởi vì đó không phải là nơi mà xảy ra vấn đề, mà chúng tôi chích vào khoảng là thực quản đoạn dưới 7 cm bên trên hoặc 2 cm bên dưới. Cái đáp ứng thoáng qua là đạt đỉnh tại thời điểm 2 tháng, từ 2 đến 3 tháng, sau đó cái đáp ứng nó giảm. Chúng tôi cũng ghi nhận ở những bệnh nhân mà ăn uống không được, thì sau khi điều trị Botox, bệnh nhân ăn được và có tăng cân. Đây là một cái điều trị mà thường hay sử dụng với nhiều bệnh nhân bị loại thực quản bú tải 4 lần, 2 cm bên trên đoạn ECG và 7 cm bên trên nữa là các vị trí cần tiêm Botox. Khi đo áp lực thực quản những bệnh nhân bị kiểu thực quản bú tải, 1 tháng sau khi chích Botox, tình trạng co thắt đã giảm nhiều. Và cuối cùng, bây giờ chúng ta qua cái nhóm mà hoàn toàn không có co thắt hoặc là các co thắt không có hiệu quả. Đây là cái nhóm mà khó nhất, bởi vì đây là những bệnh nhân có DCI dưới 100 hoặc là co thắt không có hiệu quả. Ví dụ, IEM trong khoảng 10% trường hợp. Đây được xem là một trong các yếu tố dự báo. Nếu như DCI dưới 100, bolus transit frequency CBT, which is on the y-axis, when you go from a normal DCI, khi chúng ta đi từ DCI bình thường, đặc biệt những bệnh nhân mà có DCI dưới 200. Đây là một bệnh nhân có cái sự gián đoạn. So what can you do? Well, this is a review that one of our PhD fellows wrote a couple of years ago in the UEG journal, and she listed all the potential options for patients with esophageal hypomotility. And by the length of the list, you can already tell that the evidence for each one of these. Qua cái độ dài của cái danh sách này, các bạn có thể thấy đây là cái nhóm mà điều trị. What do we use in clinical practice? Vậy thì chúng ta sử dụng gì trong thực hành lâm sàng? Chúng ta sử dụng baclofen. Nghiên cứu này được thực hiện trên những cái người tình nguyện. Nó làm tăng cái độ
và cũng có hiệu quả trong thực hành lâm sàng. Đây là một nghiên cứu tại Hy Lạp sử dụng buspirone. Tuy nhiên, chúng tôi ghi nhận có sự cải thiện ở các bệnh nhân mà có vận động thực quản không hiệu quả. Chúng ta sử dụng 5mg rồi sau đó tăng lên 10mg. Và cuối cùng, cũng có thể dùng cholesterol. Trong thực hành lâm sàng, chúng ta tăng từ từ và dần dần và tăng lên 6mg một ngày. This is a short overview of how dysphagia can be treated in patients in clinical practice, where I want to highlight that the evidence is largest. Cái bằng chứng ở đây, and the further you go down in the hierarchical, càng đi xuống sâu, of Chicago, the less the evidence is. Càng đi sâu xuống trên cái phân loại của Chicago, thì số lượng bằng chứng càng ít hơn và phụ thuộc nhiều vào ý kiến của chuyên gia. Bây giờ chúng ta sẽ qua các câu hỏi từ phía cử tòa. Đã có một số câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, chúng tôi thấy khó khăn thực hiện phương pháp POEM ở những người đã trong quá khứ đã từng nong bằng hơi do cái thực quản nó bị sơ. Bên Leuven có thể chia sẻ kinh nghiệm hay không? Bản thân tôi thì không có thực hiện phương pháp POEM, tuy nhiên khi tôi hỏi một số các đồng nghiệp, thì kết quả nhiều khi phập phù. Có những người đã được nong hơi và họ cảm thấy khó khăn hơn khi làm POEM. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng vậy. Một câu hỏi nữa liên quan đến tắc nghẽn đầu ra. Nếu như chúng ta nong cái thực quản, thì chúng ta đặt cái thực quản ở cơ thắt thực quản dưới hay là cái đoạn sai của thực quản? Trong trường hợp tắc nghẽn cái đoạn dưới đầu ra, thì áp lực chủ yếu là thứ phát sau cái tình trạng cơ thắt thực quản dưới không giãn, cho nên cái bóng cần phải đặt ở vùng ICJ. Đó là cái vị trí mà chúng ta muốn thực hiện điều trị. Ở cái khu vực mà tôi làm việc thì không có đo áp lực thực quản. Do đó khi suy nghĩ về cơ thắt thực quản, thì chúng tôi nong luôn bằng cái bóng 35mm. Và dựa trên triệu chứng, nếu như mà không hiệu quả thì chúng ta đổi lên cái bóng 40mm. Cái chiến lược đó như vậy có được không? Nếu như các bạn không có áp lực kế để đo thực quản, thì các bạn cần suy nghĩ những cách khác để chẩn đoán. Tôi không chỉ dựa trên triệu chứng đơn thuần. Nếu như các bạn không có các phương pháp đó, các bạn nên cho bệnh nhân nuốt barium cản quang để coi thử. Hoặc là chúng ta coi thử, coi cái tình trạng, các bạn coi có nội soi hay không, rồi coi có tình trạng có thắt dài hay không. Nếu như hoàn toàn không có phương pháp đó thì mới có thể chấp nhận phương pháp vừa kể. Tuy nhiên, xét về điều trị thì đừng nên bắt đầu bằng cái bóng 35mm. Trong kinh nghiệm của chúng tôi, ở những bệnh nhân này, cái protocol đã được thay đổi và điều đó cho thấy chúng tôi rất là chặt chẽ trong việc bắt đầu từ 30mm rồi mới lên 30mm và dưới 10% là chúng tôi phải tới 40mm. 40mm là ít lắm, dưới 10%. Có một số các câu hỏi nữa. Chúng ta sẽ gián đoạn opioid trong bao lâu rồi mới đo lại áp lực thực quản? Đây là một câu hỏi thú vị. Và câu trả lời là chúng tôi không biết. Cái kết quả, hiệu quả cũng tương đối nhanh. Chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu với những người tình nguyện, trong đó chúng tôi sử dụng codeine. Chỉ sau một liều là đã thấy ảnh hưởng rồi. Tuy nhiên, cần phải ngưng opioid trong bao lâu thì không biết. Nếu như một bệnh nhân mà bị co thắt thực quản mà đã nong bằng hơi mà lại bị tái phát nhanh, sau đó thì chuyển qua một phương pháp điều trị mới hả? Đúng vậy, cái này nó hơi tùy tiện chút xíu. Nếu như bệnh nhân quay trở lại thì trong vòng 6 tháng đầu, thì chúng tôi không có lặp lại phương pháp nong bằng hơi
trừ phi cho khi đã nong lên cái bong bóng bằng 35, nếu như nong bằng hơi mà chỉ sau vài tháng nó thất bại thì chúng tôi sẽ qua phương pháp POM hoặc phương pháp phẫu thuật. Nếu bệnh nhân quay lại sau một năm thì chúng tôi vẫn thực hiện lại nong bằng hơi. Vì tôi nhấn mạnh rằng đây là một trong thực hành lâm sàng, chúng ta cần phải cho phép việc nong lại ở bệnh nhân. Bệnh nhân cần phải biết như vậy. Không phải nong một lần là xong, mà có thể phải nong lại nhiều lần. Chúng ta sẽ tiếp nhận các câu hỏi kế tiếp. Chúng ta có cần chụp CT ở tất cả các bệnh nhân hay không? Để loại trừ cái tình trạng mà bị con thắt giãn dài với các yếu tố nguy cơ và các cảnh báo vừa kể ở các bệnh nhân cao tuổi, những bệnh nhân mà bị sụt cân nhiều hoặc là những bệnh nhân mà trong quá trình nội soi. Ở những bệnh nhân này, ta bắt buộc phải nội soi, nhưng chúng tôi không có thực hiện CT scan. Cân nặng. Điều này là quan trọng, bởi vì nếu cái tình trạng co thắt và chít hẹp có thể có biểu hiện giống như co thắt thực quản. Nếu như chúng ta sử dụng buspirinol, thì phải mất bao lâu trước khi chúng ta biết được buspirinol có hiệu quả hay không hiệu quả? Khi chúng ta sử dụng buspirinol, chúng ta cũng có thể thấy có kết quả khi đo áp lực ấy, hoặc là cải thiện về triệu chứng. Đối với buspirinol, mình phải chờ ít nhất là một tuần với cái liều điều trị như đã nói, 3 lần, ngày 3 lần. Với neostigmine thì phải mất thời gian lâu hơn, bởi vì neostigmine có thể có một số tác dụng phụ vì nó là có tác động ức chế cholinesterase, nên chúng ta sẽ bắt đầu từ từ. Xin cảm ơn bài báo cáo, xin cảm ơn câu hỏi và câu trả lời, xin cảm ơn rất nhiều câu hỏi thú vị từ phía quý vị gửi tới. Bây giờ chúng ta qua cái phiên kế tiếp. Chúng ta vẫn tiếp tục nói về thực quản, bây giờ chúng ta qua bệnh lý trào ngược. Tôi sẽ thảo luận một cách ngắn gọn về chẩn đoán trào ngược kháng trị, và tôi sẽ trình bày tổng quan với các bạn cách chúng tôi làm tại Đại học Leuven và đưa ra những bằng chứng mà chúng tôi có trong y văn. Đầu tiên là bắt đầu từ định nghĩa của bệnh lý trào ngược theo cái đồng thuận của Montreal. Gợt là một tình trạng xuất hiện khi có sự trào ngược những cái chất chứa trong dạ dày gây ra các triệu chứng hoặc là biến chứng khó chịu. Các định nghĩa cho thấy tình trạng trào ngược có thể tồn tại hoặc là ở trong thực quản hoặc là ngoài thực quản. Trong bài báo cáo này, chúng tôi sẽ nói về bệnh lý trào ngược và đặc biệt là những bệnh nhân có triệu chứng trào ngược. Điển hình đó là ở chua nóng hoặc là ở trớ. Đó là những cái lĩnh vực mà chúng ta có thể tác động. Bằng chứng sẽ ít hơn khi chúng ta nói về những cái hội chứng khác, thí dụ như ho, viêm thanh quản, hen suyễn hoặc là tình trạng bào mòn răng. Trong thực hành lâm sàng, đa số không phải là do tình trạng trào ngược. Chúng ta sẽ tập trung với những cái triệu chứng điển hình mà chúng ta có y học chứng cứ để điều trị. Tôi sẽ thảo luận với các bạn về là bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa. Trong thực hành lâm sàng, đây là cái bệnh lý mà mình hay gặp. Chúng tôi cũng sẽ đề cập với các bạn cách điều trị những cái trường hợp hay xảy ra. Những cái biến chứng, nếu như các bạn nghĩ nó là gợt, thì các bạn điều trị bằng PPI và các bạn chỉ thực hiện nội soi trong trường hợp các bạn có các triệu chứng cảnh báo. Ví dụ như những người cao tuổi, từ 55 tuổi trở lên, sụt cân, ho ra máu, vân vân, chỉ khi đó chúng ta mới thực hiện nội soi. Tuy nhiên là những người mà triệu chứng dai dẳng, thì chúng ta có thể tăng liều hoặc là chúng ta tắt liều PPI.
Đây là một nghiên cứu được thực hiện trên các bệnh nhân tại Nhật Bản. Trong đó, họ xem xét những bệnh nhân bị GERD kháng trị. Những bệnh nhân có trọng lượng. Bằng chứng cho thấy ở những bệnh nhân mà kháng trị với 10mg rabeprazole ngày một lần, thì tỷ lệ lành thực quản có thể tăng lên khi chúng ta sử dụng 20mg là cái cột màu vàng. Và nếu như mình tăng từ 20mg ngày một lần tới 10mg ngày hai lần, tức là tổng liều thì như nhau nhưng mà chúng ta chia thành hai lần, thì nó là làm giảm cái độ lành của thực quản ở những bệnh nhân mà độ nhẹ hơn. Dĩ nhiên khi chúng ta tăng từ 20mg hoặc 10mg tới cái liều gấp đôi, 20mg ngày hai lần, thì chúng ta cũng tăng cái độ lành nhiều hơn. Đặc biệt là những người mà viêm thực quản độ C và D, bên tay phải là tỷ lệ giải quyết các triệu chứng. Cái đường cong bên dưới là những bệnh nhân sử dụng 20mg ngày một lần. Nếu ta chia cái liều ra 10mg ngày hai lần, chúng ta thấy có cải thiện việc giải quyết các triệu chứng ở chua nóng. Mà nếu như lấy 20mg ngày hai lần là cái đường cong trên cùng, thì chúng ta thấy kết quả giải quyết triệu chứng còn tốt hơn nữa. Như vậy, một là chúng ta tăng liều PPI lên hoặc là sử dụng cùng liều như vậy, nhưng mà chúng ta tách liều ra dùng ngày hai lần. Nếu như chúng ta đổi giữa các nhóm PPI khác nhau thì như thế nào? Các bạn có thể đổi từ Optoprazole, Lansoprazole, vân vân, hoặc Esomeprazole. Cái khác biệt thì không có nhiều. Nhưng mà trong thực hành chúng ta cũng thay đổi như vậy. Nếu nhiều bệnh nhân đã đáp ứng với việc tăng đôi liều PPI trong vòng 12 tuần, thì chúng ta bắt đầu giảm dần cái liều và chúng ta chuyển sang liều duy trì. Đôi khi chúng ta có thể ngưng PPI. Tuy nhiên chúng ta sẽ cố gắng tìm cái mức liều PPI thấp nhất mà vẫn có thể duy trì được. Ở những bệnh nhân mà không có cải thiện được triệu chứng, chúng ta gọi là GERD kháng trị theo định nghĩa ở trong y văn. Chúng ta cần phải tăng gấp đôi liều PPI ít nhất là 12 tuần. Nếu như chưa có hiệu quả sau 2 tháng, thì rất có khả năng là cái đáp ứng trong cái tháng cuối cùng của điều trị là hạn chế. Như vậy chúng ta làm gì với các bệnh nhân mà có triệu chứng trào ngược? Chúng ta cần thực hiện một số xét nghiệm chẩn đoán. Một trong các câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần phải đặt ra đó là đây có phải thực sự là GERD hay không? Chúng ta quay trở lại với bệnh nhân và xem thử các triệu chứng mà bệnh nhân vẫn đang còn tồn tại trong khi sử dụng PPI. Chẳng hạn như những bệnh nhân này có các triệu chứng điển hình như ở chua nóng, ở trớ, mà các triệu chứng khác không điển hình, thí dụ như là ho, hoặc là những bệnh nhân có triệu chứng khó tiêu chức năng IBS. Dĩ nhiên là chúng ta không thể điều trị khó tiêu chức năng bằng phẫu thuật được. Chúng ta cũng cần để ý xem bệnh nhân có các bệnh lý hoặc triệu chứng kèm theo về mặt tâm lý hay không. Những bệnh nhân lo lắng hoặc là stress trong cuộc sống hoặc là bị trầm cảm thì cũng có nguy cơ bị xuất hiện GERD kháng trị cho dù là có tăng liều PPI. Và cuối cùng cần phải tìm hiểu cái thời điểm họ sử dụng PPI và liệu họ có dùng hay không, họ có tuân thủ không, họ có uống hàng ngày hoặc là uống ngày hai lần, và họ có uống trước bữa ăn hay không. Thường khuyến nghị là phải uống trước bữa ăn khoảng 20 đến 30 phút để có được tác động ức chế axit dạ dày tốt hơn. Phiên tay phải, nếu như chúng ta uống trước bữa ăn là cái cột bên trái, hoặc là uống sau bữa ăn, trước bữa ăn, thì cái khả năng ức chế axit tốt hơn ở các bệnh nhân mà uống PPI trước bữa ăn. Cái này chúng ta phải khuyên bệnh nhân như vậy. Nếu như chúng ta kiểm tra các triệu chứng, nếu như các triệu chứng của GERD, chúng ta sẽ thực hiện một số các xét nghiệm chẩn đoán. Đầu tiên là nội soi, rồi đo áp lực kế trong thực quản, có hoặc không có đo trở kháng trong nội soi,
Mục tiêu không phải là đi tìm thực quản bị bào mòn. Đã có cái định nghĩa và phân độ của Los Angeles trong hơn 90% các trường hợp mà có bị thực quản, bị viêm xương rợt. Đa số bệnh nhân sẽ có cái khúc IgG bình thường. Chứ ta mục tiêu để làm nội soi là đi tìm những cái nguyên nhân khác. Thí dụ như viêm thực quản mà tăng eosinophil theo cái hình dạng vòng phía tay trái, hoặc là thoát vị phía tay phải, hoặc là thực quản Barrett, hay là ác tính. Chúng ta cũng cần đo áp lực kế thực quản, không phải là bởi vì chúng ta suy nghĩ về cái việc phẫu thuật trong tương lai, mà chúng ta cần loại trừ những cái chẩn đoán khác. Thí dụ như trên bệnh nhân bị co thắt thực quản type 3 hoặc là type 1, để biết được coi họ có phải bị rối loạn vận động thực quản hay là họ là những bệnh nhân bị gợt hang trì. Ví dụ bên tay trái, đây là những bệnh nhân có thể có triệu chứng đau ngực. Ở phía tay phải, đây là bệnh nhân type 1 mà triệu chứng biểu hiện chính đó là trào ngược, ở trớ. Nếu không, nếu như mình gọi những bệnh nhân này đi phẫu thuật viên mà làm các phẫu thuật chống trào ngược thì sẽ là một thảm họa luôn. Cho nên cần phải thực hiện nội soi, cần phải đo áp lực kế thực quản để loại trừ những cái rối loạn vận động, những cái triệu chứng đó. Chúng ta cũng đo trở kháng để xem thử có chuyện gì xảy ra. Việc đo như sau: nó đo cái độ axit của trào ngược và nó có gắn những cái cảm biến. Trên cái cateter sẽ có hai cảm biến, một cái cảm biến trong dạ dày, một cái cảm biến khác đặt trong thực quản. Nó đo cái trở kháng có như rất nhiều cái điện cực. Có thể mình không quen với cái khái niệm trở kháng. Trở kháng là gì? Trở kháng có nghĩa là sự cản trở dòng điện. Nó là cái tỷ số nghịch đảo của độ dẫn điện. Bất kể cái môi trường dẫn điện và bất kể cái môi trường đó có axit. Thí dụ nước là một chất lỏng, thì sự cản trở dòng điện sẽ giảm. Chất lỏng đó các bạn thấy là nó dẫn nước, dẫn điện tốt, cái trở kháng nó giảm xuống. Tuy nhiên trong không khí thì dòng điện di chuyển không tốt, cho nên chúng ta thấy cái trở kháng nó tăng, cái đồ thị nó tăng, cái đường cung. Chúng ta sẽ coi thử cái cục thức ăn nó đi từ miệng, từ đầu trên thực quản đi xuống dưới. Thí dụ như trong cái hội chứng nhai lại hoặc hội chứng ở chẳng hạn, mà lát nữa sẽ được nói sâu hơn trong các phiên kế tiếp, bằng cách kết hợp những cái tín hiệu của đo trở kháng và độ pH. Ở phía bên tay trái, chúng ta thấy có giảm trở kháng từ gần cho tới xa của thực quản. Và pH cũng thấp, pH xuống dưới mức ngưỡng là 4. pH mức ngưỡng 4 để quyết định xem đây là cái tình trạng trào ngược có tính axit hay không. Ở khúc giữa là một bệnh nhân cũng có vẻ tương tự, cũng có giảm trở kháng từ gần cho tới xa. Tuy nhiên, cái mức pH nó không xuống dưới mức 4. Như vậy đây là trào ngược có tính axit yếu. Và hình tay phải không có nhúc nhích gì hết, tức là bệnh nhân này có trào ngược mà không axit. pH giữ nguyên. Cái bước kế tiếp là chúng ta coi thử mối liên quan giữa triệu chứng và các đợt trào ngược. Chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân bấm một cái máy đo nhật ký trào ngược mỗi khi họ cảm thấy có triệu chứng. Ví dụ phiên tay trái, khi bệnh nhân nhấn một cái nút, khi bệnh nhân có ở chua nóng. Tuy nhiên trước đó trong 2 phút, thì cái khoảng truyền thống về độ phân ly trong khoảng 2 phút trước hoàn toàn không có biến cố trào ngược. Như vậy, đây là bệnh nhân ở chua nóng mà không có liên quan tới tê axit. Cái trở kháng nó giảm xuống ở đây. Ở bệnh nhân thứ hai là bệnh nhân này có ở chua nóng sau có một lần trào ngược axit. Như vậy là ở chua nóng mà có liên quan đến trào ngược có tính axit. Bên tay phải là chua nóng sau khi có trào ngược mà không có axit.
Đây là một cái phân tích về mặt hình ảnh. Chúng ta cần xem xét những cái thông số khác. Và vì vậy, chúng tôi sử dụng một số các chỉ số như sau. Ví dụ như chỉ số triệu chứng SI. Chúng ta coi tỷ số giữa các triệu chứng có liên quan đến trào ngược và lấy mẫu số là tổng số các triệu chứng. Nếu như chỉ số này lớn hơn 50% thì coi như SI dương tính. Tuy nhiên, cái vấn đề đối với các chỉ số triệu chứng này là nó không tính tới những cái lần hoặc những cái đợt mà xảy ra trào ngược. Cái xác suất có các triệu chứng liên quan đến các đợt của trào ngược nó có thể tạo ra dương tính dài. Và vì vậy, chúng tôi không sử dụng cái SI trong thực hành lâm sàng nữa. Cái mà chúng tôi sử dụng trong thực hành lâm sàng là SCP, tức là xác suất liên quan đến triệu chứng. Cái chỉ số này là một cái xét nghiệm thống kê vì nó xem xét bốn cái khả năng khác nhau về việc kết hợp triệu chứng và biến cố trào ngược. Thí dụ như triệu chứng có trào ngược, triệu chứng không có trào ngược, hoặc là trào ngược có triệu chứng hoặc không. Sau đó chúng ta coi thử sự phân bố của các đợt đó. Thí dụ có phải là do từng cờ hay là nó nhiều hơn so với mong đợi. Và điều này tổng hợp là SCP, nếu như SCP lớn hơn 95% được xem là dương tính có liên quan đến triệu chứng. Vẫn còn một số các tranh cãi là nên sử dụng các chỉ số nào, cái cửa sổ thời gian là 2 phút có đủ hay không. Vẫn còn có những cái tranh cãi liên quan đến cái cảnh vừa kể. Nhưng khi các bạn chẩn đoán bệnh lý trào ngược, đây là cái tiêu chuẩn đồng thuận của Lyon. Đồng thuận cho thấy nếu như chúng ta có bằng chứng chắc chắn, hoặc là viêm thực quản đoạn C, đoạn D, hoặc là chít hẹp, mà phơi nhiễm với thực quản, phơi nhiễm với axit AET, đây là các bằng chứng chắc chắn là có trào ngược. Tuy nhiên, có nhiều bệnh nhân, chúng ta thấy các bằng chứng là giai đoạn mấp máy. Thí dụ như AET từ 4 cho tới 6, số lần của các đợt trào ngược từ 40 cho tới 80. Ở những bệnh nhân này, chúng ta cần thêm có các bằng chứng khác về trào ngược. Thí dụ coi thử cái chỉ số SCP. Đây là một cách thực tế để chúng ta kết hợp các triệu chứng liên quan tới trào ngược và số lần xảy ra các đợt trào ngược để chẩn đoán có hay không trào ngược. Một trong các câu hỏi quan trọng nhất và khó nhất là chúng ta nên đo trở kháng khi đang dùng hoặc là ngưng dùng PPI. Đo trở kháng khi không sử dụng PPI vẫn được xem là tiêu chuẩn. Khi các bạn suy nghĩ về việc gọi bệnh nhân đi làm phẫu thuật, chúng ta biết nếu như bệnh nhân mà có trào ngược axit mà khi không sử dụng PPI thì đó là mình sẽ có kết quả tốt sau khi thực hiện phẫu thuật. Hoặc là đối với những bệnh nhân mà cao tuổi, họ không biết cách đếm cái triệu chứng, họ không có đủ nhanh, họ không có bấm cái marker nhanh chẳng hạn, thì mình không thể sử dụng, mình không tính được cái SCP, thì mình có thể đo cái việc đo trở kháng trong trường hợp đó là kém hiệu quả hơn. Ví dụ như một bệnh nhân mà bị đau họng, không, chúng ta không thể bấm cái triệu chứng nó kéo dài, nó liên tục. Ở những bệnh nhân đó, chúng ta nên đo độ trở kháng khi ngưng dùng PPI. Hoặc khi các bạn không có đo trở kháng được, các bạn có thể đo pH khi đang sử dụng PPI. Khi bệnh nhân biết cách bấm khi có triệu chứng hoặc khi có xảy ra đợt trào ngược, những cái triệu chứng ban đầu khi ngưng PPI có thể khác so với cái triệu chứng còn lại sau khi bệnh nhân đã điều trị hiệu quả bằng PPI. Cho nên chúng ta cần kiểm tra xem có còn cái triệu chứng nào kháng trị còn tồn tại. Và khi các bạn đã có các bằng chứng của trào ngược rồi,
Ví dụ như lần trước đo pH khi đã ngừng PPI, hoặc là biết rằng biên thực quản nhóm C, nhóm D, hoặc là chít hẹp. Thì sẽ không cần phải đo lại độ trợ kháng pH. Cái lý do mà chúng ta cần đo trợ kháng và độ pH đó là có nhiều bệnh nhân có triệu chứng rất là điển hình nhưng thực sự là không có bị trào ngược. Đây là một nghiên cứu ở Hà Lan. 106 bệnh nhân có các triệu chứng rất là điển hình nhưng đề kháng kháng trị với PPI. Nội soi thấy bình thường. Trong nghiên cứu này người ta thấy gì? Người ta thấy chỉ có khoảng 65% bệnh nhân mà có triệu chứng điển hình như vậy là thực sự bị GERD. Cái số còn lại có thể bị hội chứng nhai lại hoặc là bị tình trạng ở trớ, ở chua chức năng hoặc là tình trạng co thắt thực quản. 65% trong bị GERD thì lại có các mức độ khác nhau về chỉ số, về xác suất liên quan tới triệu chứng dương tính hoặc là âm tính hoặc là thời gian phơi nhiễm với axit. Như vậy phụ thuộc vào kết cục của việc xét nghiệm, của việc nội soi, đo áp lực kế thực quản và đo pH và trợ kháng, chúng ta sẽ có những tình huống khác nhau. Nếu như đang sử dụng PPI mà đo trợ kháng vẫn dương tính thì chúng ta cần ức chế axit. Mình có thể chuyển từ PPI sang loại PCAP. Đây là một loại thuốc mạnh hơn. Nó tập trung mạnh hơn ở các tế bào thành. Và đặc biệt là khởi phát tác dụng cũng nhanh hơn. Ngay sau liều đầu tiên là đã thấy có hiệu quả rồi. Khác so với PPI. Khi so sánh với PPI và PCAP, dữ liệu chưa có nhiều. Đây là một nghiên cứu ở Nhật Bản của tác giả Masaoka. Tác giả cho thấy khi sử dụng PCAP, thời gian phơi nhiễm với axit là thấp hơn so với nhóm sử dụng PPI. Và tỷ lệ phần trăm thời gian mà pH trong dạ dày vượt hơn 4 cũng cao hơn khi sử dụng PCAP. Và số lần mà trào ngược cũng ít hơn khi sử dụng PCAP. Có thể sử dụng PCAP như vonoprazan ở những bệnh nhân mà đã sử dụng liều gấp đôi PPI rồi mà vẫn bị ở axit. Tuy nhiên trường hợp đó là hiếm. Nếu như bệnh nhân cho thấy đây là trào ngược không phải axit thì chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể nhắm vào các rào cản ngăn trào ngược. Một trong các rào cản quan trọng nhất là cái cơ thắt thực quản dưới. Và một trong các cơ chế quan trọng của trào ngược là sự giãn cơ thắt thực quản dưới thoáng qua. Đây là một cái sự giãn không phải do bệnh nhân nuốt. Chúng ta thấy chất lỏng hoặc là không khí trào ngược từ xa cho tới gần. Bệnh nhân này có biểu hiện triệu chứng. Chúng ta có thể làm gì để có thể làm giảm được số lần giãn cơ thắt thực quản dưới? Một số loại thuốc có chỉ định ở đây. Một trong các ứng cử viên trong thực hành lâm sàng đó là baclofen. Baclofen là một loại đồng vận GABA B. Khi chúng ta điều trị bệnh nhân bằng 10 mg ngày 4 lần trong nghiên cứu này, có sự giảm về số lần bị trào ngược khi sử dụng baclofen, cũng như giảm tỷ lệ phần trăm về khoảng thời gian mà pH trong thực quản dưới 4. Giả dược thì không đạt kết quả như vậy. Như vậy, baclofen là có hiệu quả trong việc giảm tính axit và giảm số lần trào ngược. Chúng tôi đã đi xa hơn. Chúng tôi thực hiện cái nghiên cứu. Nghiên cứu này được thực hiện bởi tác giả Powell. Tác giả này khảo sát hiệu quả lâm sàng của baclofen phối hợp với liều gấp đôi của PPI ở những bệnh nhân bị triệu chứng GERD kháng trị. Bệnh nhân được điều trị khoảng 4 tuần. Và sau đó, chúng tôi kêu bệnh nhân xem lại cái nhật ký. Chúng tôi đo trợ kháng khi sử dụng PPI và sau khi điều trị. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng tới cái việc chia ngẫu nhiên bệnh nhân.
Trong nghiên cứu này chúng ta thấy gì? Baclofen như đã dự kiến làm giảm số lần trào ngược. Bên giả dược không có. Tuy nhiên không may khi chúng ta xem xét các triệu chứng cũng như là cái sự lành mạnh và khỏe mạnh của bệnh nhân thì không có sự khác biệt giữa nhóm giả dược và baclofen. Không thấy sự cải thiện về triệu chứng giữa hai bên. Tuy nhiên, có một cái điểm thú vị là khi xem xét sự khác biệt giữa những bệnh nhân mà có SCP dương tính so sánh với những bệnh nhân mà SCP âm tính, tức là những bệnh nhân mà có ở chua nóng chức năng, thì chúng ta thấy có một số khác biệt thú vị. Ở những bệnh nhân mà có SCP âm tính, tức là ở nóng chức năng, thì không có sự khác biệt giữa baclofen và giả dược. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân mà có mối liên quan với các đợt trào ngược SCP dương tính, thì rõ ràng có sự khác biệt giữa baclofen và giả dược. Cải thiện về sức khỏe khi sử dụng baclofen, trong khi đối với giả dược thì không có hiệu quả. Điều này cho thấy chúng ta cần đo độ trở kháng và pH để có thể chỉ định và hướng dẫn cái điều trị, đặc biệt khi kết hợp với baclofen. Chúng ta cũng biết baclofen có thể có một số các tác dụng phụ khác, thí dụ như lừ đừ, ngờ ngợt, buồn ngủ. Nếu như các bạn không có baclofen hoặc là bệnh nhân không dung nạp được baclofen, thì chúng ta có thể áp dụng phẫu thuật, các phẫu thuật chống trào ngược. Phẫu thuật Nissen được áp dụng cho cả hai tình huống. Phẫu thuật là hiệu quả. Thí dụ trong nghiên cứu Lotus. Tuy nhiên không ghi nhận sự khác biệt giữa PPI và phẫu thuật. Tuy nhiên cần lưu ý trong nghiên cứu này là chỉ có bệnh nhân có đáp ứng PPI đã tuyển vào nghiên cứu. Mà trong cái nghiên cứu trước đây chúng ta biết, đối với những bệnh nhân mà có pH bất thường trong 4 giờ, những bệnh nhân có triệu chứng điển hình và những bệnh nhân có đáp ứng đối với ức chế acid, đó là những đối tượng mà là ứng cử viên tốt cho phẫu thuật. Đây là một trong các nghiên cứu. Trong đó chúng ta thấy các bệnh nhân mà có đáp ứng kém đối với PPI thì có kết quả kém hơn so với những người có đáp ứng tốt với PPI. Có cải thiện triệu chứng so với trước mổ. Đó là các bằng chứng cho tới gần đây. Tuy nhiên gần đây, năm mới năm ngoái, có một nghiên cứu được công bố trên tờ New England Journal of Medicine, một nghiên cứu của Hoa Kỳ. Những người bệnh nhân mà có ở nóng đề kháng PPI được đo áp lực thực quản và nội soi tương tự như cái nghiên cứu mà hồi nãy chúng tôi đã trình bày cho các bạn. Không phải tất cả các bệnh nhân đều có trào ngược. Chỉ có 78 bệnh nhân, tức là khoảng 1/4 bệnh nhân là hoàn chỉnh đáp ứng với cái tiêu chí. Đây là những bệnh nhân hoặc là có SCP dương tính, hoặc là kết hợp với phơi nhiễm về axit thực quản. Trong nghiên cứu này, với 78 bệnh nhân vừa kể, thì họ được chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm. Phẫu thuật chống trào ngược và hai nhánh còn lại là điều trị dược lý, nhánh điều trị dược lý hoặc là kết hợp với PPI và baclofen. Liều cao ngày 3 lần, baclofen 20mg hoặc là PPI và giả dược. Xét về hiệu quả, giảm được 50% triệu chứng thì phẫu thuật là ưu việt hơn so với hai phương pháp điều trị nội khoa. Có sự khác biệt giữa phương pháp điều trị có baclofen và phương pháp không có baclofen nhưng chưa đạt mức có ý nghĩa thống kê. Mặc dù đây là nghiên cứu có cỡ mẫu nhỏ, nhưng việc lựa chọn bệnh nhân một cách kỹ lưỡng cho thấy việc phẫu thuật chống trào ngược là có hiệu quả hơn so sánh với phương pháp điều trị nội khoa. Chúng tôi tìm kiếm những bằng chứng ở trong y văn. Bài báo cáo này đã được công bố vào năm 2019
và đã được đưa vào trong hướng dẫn Icarus. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin, xin mời đọc cái tài liệu vừa kể. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết của những phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, bởi vì bằng chứng hiện còn hạn chế, chưa có những cái dữ liệu dài hạn và có thể đi kèm với các tác dụng phụ quan trọng. Một số các lựa chọn như sau của hai cái sản phẩm là Lynx và Stresstar. Tuy nhiên, hiện tại nó vẫn chưa thành những cái điều trị chuẩn mực. Một cái lựa chọn nữa đối với những người mà có trào ngược không có axit, đó là sử dụng Prokinetics. Đây là một cái phân tích gộp của tác giả Scapellini, công bố cách đây khoảng vài năm, khi sử dụng Sisabrid, thấy có cải thiện tỷ lệ đáp ứng đối với PPI. Tuy nhiên, Sisabrid hiện nay không còn có bán trong thực hành lâm sàng. Do đó, đa số các nghiên cứu này không còn ứng dụng trong thực tế được nữa. Tuy nhiên, trong một cái phân tích được đưa vào sau của sản phẩm Itobrid, đồng nghiệp của tôi sẽ nói thêm về cái này được công bố cho The New England Journal of Medicine, thì cho thấy tình trạng ở nóng ở những bệnh nhân mà bị khó tiêu chức năng là có đáp ứng đối với hai liều của Itobrid. Khi thêm một cái Prokinetics vô đối với gợt kháng trì cũng có vẻ có hiệu quả. Tuy nhiên, có sự trùng lẫn rất nhiều giữa gợt và khó tiêu chức năng, như đã biết. Chúng tôi xin nói một ngắn gọn. Một cái mục tiêu nữa là chúng ta nhắm vào cái niêm mạc. Chúng ta có sử dụng Anginat, thí dụ như sản phẩm Gaviscon. Nó cũng có thể giảm được số lần của trào ngược, vì nó tạo thành một cái tấm bè nằm bên trên cái lớp thức ăn và ngăn cản trào ngược. Bằng chứng ở những bệnh nhân bị gợt kháng trì thì còn hạn chế. Đây là một nghiên cứu được thực hiện tại Thụy Điển. Bệnh nhân được chia thành hai nhánh, PPI cộng giải dược hoặc là PPI và Anginat. Có sự cải thiện về triệu chứng ở trong cả hai nhánh điều trị. Tuy nhiên, cái khác biệt lâm sàng chính là cả cột bên phải, là khác biệt cơ nghĩa thông kê. Tuy nhiên, về mặt lâm sàng thì hạn chế, các bạn có thể thêm Anginat vào trong PPI trong lâm sàng. Cuối cùng, một số các lựa chọn khác là kết hợp giữa chondroitin sunfat và acid hyaluronic. Bằng chứng cũng vẫn còn hạn chế. Đây là những bệnh nhân mà có trào ngược, bị nở. Một kết hợp giữa PPI cộng với mới điều trị kết hợp so sánh với giải dược cho thấy có giảm được triệu chứng trào ngược. Cái nhóm cuối cùng là những người bệnh nhân mà đo trở kháng và pH không thấy có bằng chứng của trào ngược gây ra triệu chứng. Ở những bệnh nhân này thì cái đích nhắm không phải là thực quản, không phải là vận động, không phải là axit, mà là do độ nhạy cảm của bệnh nhân. Đây là những bệnh nhân mà chúng ta xếp vào gọi là ở nóng chức năng. Ở tất cả những bệnh nhân này, các bạn cần thực hiện sinh thiết, bởi vì để loại trừ chẩn đoán viêm thực quản tăng bạch cầu axit. Nếu như chúng ta loại trừ những cái rối loạn thứ phát, chúng ta có thể sử dụng những cái chất điều biến thần kinh. Trong tuần tới, chúng tôi sẽ nói sâu hơn về vấn đề này. Chúng ta có thể sử dụng các loại thuốc chống trầm cảm để cải thiện triệu chứng. Ví dụ như các bạn sử dụng chống trầm cảm 3 vòng hoặc là SSRI. Đối với những bệnh nhân mà bị đau ngực mà không do tim thì hai cái này ngang nhau. Nhưng đối với triệu chứng gợt mà kháng trị thì SSRI tốt hơn trầm cảm 3 vòng. Tổng kết lại, cái mà tôi vừa mới trình bày với các bạn, tôi biết là hơi phức tạp và nhiều thông tin, nhưng tất cả đều đã được tổng kết lại trong các tài liệu của nhóm chúng tôi như sau, mà xin mời các bạn đọc. Xin cảm ơn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi nếu có. Đã có một số rất nhiều các câu hỏi từ nhiều vùng khác nhau trên thế giới gửi về. Chúng tôi sẽ cố gắng lựa chọn các câu hỏi. Có một cái cập nhật
Có tới hơn 450 người đang theo dõi chương trình này trực tuyến. Số lượng của những người tham gia càng ngày càng tăng. Ban đầu thì số lượng còn ít, nhưng cho tới nay là đã hơn 450 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết một số các câu hỏi trước khi vào ca lâm sàng. Đo pH khi đang sử dụng PPI có lợi không? Chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu cách đây vài năm về việc đo pH khi đang sử dụng PPI. Được sử dụng là hạn chế dưới 5%. Do đó tôi không khuyên sử dụng đo pH khi đang dùng PPI. Trong trường hợp đó, mình nếu đo pH thì nên đo khi ngưng PPI. Có một số các dữ liệu về domperidone. Có một số khác biệt, nhưng về số học thôi, nhưng mà khác biệt này không đạt mức có ý nghĩa thống kê, mặc dù trong thực hành lâm sàng người ta có sử dụng. Nếu như các bạn có pH bình thường, thì tôi sẽ định nghĩa là không có mối liên quan với triệu chứng, và cũng không có. Nếu như không có AET, không có phơi nhiễm và axit, thì tôi sẽ không sử dụng baclofen, vì xài baclofen lúc đó là tác dụng phụ nó nhiều, sẽ buồn ngủ. Tuy nhiên, nếu AET là bình thường, thì không nhất thiết là, không có nghĩa là không có trào ngược axit. Ví dụ như SCP dương tính, chúng tôi gọi đó là tình trạng tăng ngày càng một thực quản. Nếu như bệnh nhân mà không có đáp ứng với PPI, mình có thể bổ sung thêm baclofen. Saclofen có thể được sử dụng. Đa số các dữ liệu đối với trường hợp viêm thực quản xuất trợt, saclofen có thể sử dụng. Tuy nhiên không phải chỗ nào cũng có sẵn. Ở nước chúng tôi là không có. Cách sử dụng khởi trị baclofen như thế nào, liều lượng là bao nhiêu? Chúng ta biết rằng baclofen có các tác dụng phụ gây buồn ngủ, ngày ngật, buồn nôn. Và nên bắt đầu bằng liều thấp mà tăng từ từ. Trong thực hành của tôi sẽ bắt đầu bằng 5 mg, tức là phân nửa cái liều thông thường ngày 3 lần. Và nếu như bệnh nhân dung nạp tốt thì chúng tôi mới tăng lên 10 mg ngày 3 lần. Ở một số bệnh nhân, đây là cái thiểu số nhỏ thôi, mình có thể tăng cái liều lên cái liều tối đa. Đối với trào ngược là 20 mg ngày 4 lần. Tuy nhiên, trong thực hành của tôi, chỉ có một số lượng rất nhỏ bệnh nhân có thể chịu được cái liều cao đó. Về thời lượng điều trị thì không giới hạn. Nếu như bệnh nhân có đáp ứng tốt, đối với baclofen thì có thể tiếp tục vô hạn định. Câu hỏi cuối cùng. PPI sẽ có tác động như thế nào đối với hệ vi sinh ở đường ruột? Đây là một câu hỏi quá thú vị và nhiều người quan tâm tới hệ vi sinh trong đường ruột. Năm ngoái đã có 2 báo cáo được đăng trên tờ chuyên san cũng gây ra tranh cãi. Họ nói rằng có sự thay đổi về hệ vi sinh trong đường ruột ở 2 thành phần. Và có vẻ như thành phần của cái vi sinh trong đường ruột bị ảnh hưởng nhiều hơn so với hệ vi sinh trong đường miệng. Có vẻ là mình đã lấy đi cái rào cản về axit ở trong dạ dày. Chúng tôi cũng xem xét những cái thay đổi khác về số lợi khuẩn và số hại khuẩn. Đây đang có thêm những công trình nghiên cứu về lĩnh vực này, đó là lĩnh vực thú vị. Còn nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà vì giới hạn về mặt thời gian, cho nên chúng tôi sẽ qua các ca lâm sàng minh họa. Trong vòng 15 phút kế tiếp, chúng tôi hy vọng có thể minh họa với các bạn 3 ca lâm sàng.
Trong những khi trình bày ca lâm sàng này, xin các bạn vui lòng tham gia và có thể gửi các câu hỏi trên cái app. Và các giáo sư cũng sẽ trả lời các câu hỏi cho các bạn trong khi tôi trình bày. Đây là một bệnh nhân nam, 37 tuổi. Bệnh nhân tới với phòng khám ngoại trú của chúng tôi. Bệnh nhân bị khó tiêu đối với thức ăn đặc và thức ăn lỏng. Bệnh nhân chưa từng được nội soi. Bệnh nhân không thấy có các triệu chứng về trào ngược điển hình. Bệnh nhân cũng không bị sụt cân. Trong quá khứ cũng không có gì đặc biệt. Bệnh nhân bị hen suyễn và tiểu đường tiếp 2 thôi. Chính vì như vậy chúng tôi mới đo áp lực thực quản. Và đây là cái kiểu đo áp lực thực quản của bệnh nhân. Các bạn có thể đoán được coi rối loạn kiểu gì. Ở đây chúng ta thấy sóng nhu động bình thường. Tuy nhiên, cơ thắt thực quản dưới tăng và có tăng áp lực ở trong cái viên thức ăn. Tôi cứ tiếp tục giải thích đi. Và khi câu hỏi vô thì tôi sẽ đưa vào. Đây là trường hợp bị tắc nghẽn đường ray của thực quản. Cái đoạn dưới nó hung dạng. Chúng tôi đã thực hiện nội soi đường tiêu hóa trên. Như đã nói là cần phải loại trừ những cái chẩn đoán của những cái tổn thương cơ học hoặc ác tính. Khi siêu nội soi là bình thường, nòng tới 18 mm. Và bệnh nhân ra viện có cải thiện triệu chứng sau 2 tháng. Tuy nhiên, bệnh nhân than phiền là cải thiện triệu chứng không đủ. Và hơn nữa thì lại thấy xuất hiện đau ngực. Cái này thực là khó chịu đối với bệnh nhân. Cho nên chúng ta nghĩ không biết có phải là trào ngược hay không. Gây ra cái triệu chứng vừa kể. Hay vậy, chúng tôi cho bệnh nhân sử dụng PPI. Tuy nhiên khoảng 1 tháng sau, bệnh nhân vào phòng cấp cứu sau khi ăn tiệc. Chúng tôi thực hiện nội soi. Bởi vì bệnh nhân bị đau ngực dữ dội sau khi ăn gà. Và chúng tôi thấy cái miếng thịt gà nó còn mắc kẹt ở trong thực quản. Chúng tôi nhóm phải xài hết 2 tiếng mới lấy hết được. Và sau đó chúng tôi thấy cái thực quản có hình vòng. Nhìn kỹ hơn, chúng ta thấy cái đường thẳng tạo đường hầm như vậy. Lấy sinh thiết, đây là một bệnh nhân bị viêm thực quản có tăng bạch cầu axit, tăng số lượng bạch cầu axit trên quang trường. Như vậy, cái bài học rút ra ở đây là nếu như bệnh nhân có triệu chứng mà nút khó, mà trên đại thể mà không thấy gì thì vẫn cần phải sinh thiết. Bây giờ chúng tôi có một số cái nhận xét. Tắc nghẽn đầu ray. Có một người nói là co thắt thực quản tiếp 3. Tại sao nó không phải là cái co thắt thực quản tiếp 3? Các bạn nghĩ là co thắt thực quản tiếp 3. Các bạn coi thử cái vị trí ở đây. Có tăng áp lực ở trong cái viên thức ăn khi bệnh nhân bắt đầu nuốt vào mà tới cái điểm này CDP. Mình nghĩ là tiếp 3 nhưng không phải. Đừng đặt cái con trỏ CDP ngay tại đây. Mình cần đặt CDP tại vị trí này. Như vậy đây không phải là có thắt thực quản tiếp 3 sinh thiết. Cần phải sinh thiết. Và đồng thời, mặc dù nội soi là bình thường, nó bình thường ở khoảng 7-10% trường hợp bệnh nhân bị viêm thực quản tăng bạch cầu axit. Nhìn một cách hệ thống, các bạn nên sử dụng cái thang điểm IRES như vậy, đại diện cho những chữ viết tắt sau đây. Có biểu hiện về viêm, có phù hay không, có xuất tiết.
những cái chấm trắng trắng ở đây có tạo đường hầm không, tạo hang không, rồi những cái triệu chứng mà cho thấy có tình trạng sơ hóa đó là chít hẹp và tạo vòng. Bệnh nhân được sử dụng budesonide và có cải thiện tốt, và chúng tôi đã giảm liều xuống còn liều duy trì. Bây giờ chúng ta qua ca lâm sàng thứ hai. Đây là bệnh nhân nữ 26 tuổi. Triệu chứng điển hình của bệnh nhân là nóng. Chúng tôi đã bắt đầu liều duy nhất PPI pantoprazole 40 mg. Như nhìn hiệu quả không đầy đủ, chúng tôi tăng liều tới 40 mg. Tuy nhiên bệnh nhân không có hài lòng, quay trở lại và nói rằng những cái loại thuốc này không có hiệu quả đối với tôi. Tôi cần một cái giải quyết triệt để. Chúng tôi đã thực hiện sinh thiết và chúng tôi thấy có thoát vị hoành 2 cm, không có viêm thực quản. Chúng tôi đo áp lực gáy thấy bình thường. Và chúng tôi đo pH và trở kháng khi đã ngưng PPI. Có 12% thực quản tiếp cận với axit và 3% vào ban đêm. Như vậy vượt hơn 6% trong 24 giờ. Như vậy có thể thấy rằng bệnh nhân này bị trào ngược bệnh lý. Cái mà chúng tôi làm gì? Chúng tôi đã chứng minh là bệnh nhân có trào ngược và PPI không có hiệu quả. Chúng tôi thêm baclofen ngày 3 lần 10 mg. Bệnh nhân quay trở lại bác sĩ, thuốc không có hiệu quả mà tôi cảm thấy buồn ngủ, thấy khó chịu. Và tôi không tập trung làm việc được, tôi cần một loại thuốc khác. Tôi cần một cái giải pháp triệt để. Như vậy, bước giải pháp triệt để là gì? Mình sẽ tư vấn gì cho bệnh nhân này? Các bạn có thể gửi tới cho tôi những cái đề xuất của các bạn. Khi tôi trình bày cái ca này, một cái đề xuất thường hay gặp là gửi đi qua phẫu thuật. Bởi vì các triệu chứng đề kháng với PPI và kháng trì không cải thiện với baclofen. Tuy nhiên, mình nên kiểm tra lại bệnh nhân. Đây là một bệnh nhân mà tình trạng ở nóng đã được giải quyết bằng PPI. Và cái triệu chứng đầy bụng sau ăn nó nhiều và có đau thượng vị. Đây là bệnh nhân có cái triệu chứng trồng lấn giữa khó tiêu chức năng và trào ngược. Đây không phải là bệnh nhân mà các bạn nên chuyển qua phẫu thuật, vì với cái triệu chứng không tiêu thậm chí nó còn tệ hơn sau khi phẫu thuật. Các bạn có thể chứng minh được PPI, nhưng mà các bạn cần phải xem cái triệu chứng còn tồn tại của bệnh nhân. Khi chúng tôi thực hiện đo lại độ trở kháng và pH khi đang sử dụng PPI, hoàn toàn không có AAT. Tuy nhiên vẫn còn 15 lần trào ngược. Đây là bệnh nhân mà có tiêu chức năng. Chúng tôi đã sử dụng Etoprid 5 mg ngày 3 lần, cải thiện rõ rệt. Có hai cái đề xuất. Một bạn nói là đi phẫu thuật. Một bạn nói là sử dụng SSRI. Bổ sung SSRI cũng không phải là ý kiến tồi. Chúng tôi biết rằng cái triệu chứng của gợt kháng trì cũng có thể đáp ứng với SSRI đối với baclofen. Nếu như không đáp ứng với baclofen hoặc là tác dụng phụ. Mặc dù chúng ta biết SSRI không có hiệu quả đối với cái đau thượng vị và cảm giác no. Tuy nhiên cũng là một loại thuốc các bạn có thể thử sử dụng. Đồng nghiệp của tôi sẽ thảo luận triệu chứng chủ yếu của bệnh nhân. Nếu triệu chứng chủ yếu là khó tiêu thì SSRI sẽ không có hiệu quả. Có một ca lâm sàng cuối cùng được không ạ? Đây là một bệnh nhân nữ 36 tuổi. Đây là bệnh nhân của đồng nghiệp của tôi. Bệnh nhân này bị trì trệ phát triển tâm trí mà sống phải có người nâng đỡ hỗ trợ. Có rất nhiều các bệnh nền, có tăng huyết áp, IBS, trầm cảm, phẫu thuật đầu gối. Và khi bệnh nhân bị đau lưng, vào năm 2000, CT scan cho thấy có thoát vị đĩa đệm.
gây ra cái đau vừa kể. Bệnh nhân này được thực hiện nội soi vì các triệu chứng gợt điển hình và thấy có viêm thực quản cấp độ B. Như đã nói, bệnh nhân này bị trì trệ phát triển tâm thần và triệu chứng nó mất mé trào ngược. Bệnh nhân tới với mình là có than phiền đau thượng vị, mặt lên ra sau lưng thường vào ban đêm, cải thiện khi ăn. Bệnh nhân ban đêm thường thức dậy để đi ăn. Bệnh nhân được điều trị bằng PPI ngày một lần, rabeprazole và phối hợp thêm với ranitidine, tuy nhiên không đủ. Bệnh nhân nói là mình không có thèm ăn nữa nhưng mà lại tăng 2 kg do bệnh nhân ăn ban đêm để giảm thiểu cái triệu chứng trào ngược. Và bệnh nhân cũng than phiền là thỉnh thoảng có ói. Cái điều trị đã được sử dụng ranitidine, rabeprazole, bệnh nhân sử dụng SSRI và chống trầm cảm. Khi khám thực thể, có tình trạng béo phì, BMI 35. Khi soi dạ dày tá tràng, không viêm thực quản nhưng mà có một cái thoát vị hoành nhỏ, sinh thiết vùng hang bì vân vân và siêu âm cũng bình thường. Cái bước kế tiếp, bác sĩ đã tăng liều PPI lên. Ranitidine vẫn duy trì. Ranitidine là loại ức chế thụ thể H2. Cái hiệu quả của nó sẽ giảm xuống nhanh sau khi mình điều trị khoảng vài tuần. Tuy nhiên, chúng tôi có kết hợp nó với PPI, không thấy có hiệu quả sau 1 tháng. Chúng tôi phải đổi từ rabeprazole qua esomeprazole 40 g ngày 2 lần. Thấy tình trạng ở nóng vào ban ngày thì cải thiện, nhưng mà cái dù thức dậy ban đêm đau thượng vị thì vẫn còn. Chính vì cái tình trạng ở chua nóng và triệu chứng kháng trị mà đã sử dụng liều PPI gấp đôi như vậy, cho nên chúng tôi đo pH thực quản. Thời gian phơi nhiễm với axit EET thì không tăng. Tuy nhiên có thấy số lượng của đợt trào ngược trong vòng 24 giờ bình thường là dưới 40, lớn hơn 80 là bảo đảm là gợt bệnh lý. Bởi vì bệnh nhân này là bệnh nhân trì trệ phát triển tâm thần cho nên bệnh nhân không biết ghi lại triệu chứng. Chúng tôi đã bổ sung thêm baclofen vào ban đêm. Bệnh nhân đã cải thiện triệu chứng rất đáng kể. Ban đêm không phải thức dậy nữa. Bệnh nhân baclofen. Bệnh nhân cho rằng baclofen là để điều trị cho cái đau lưng của bệnh nhân. Bệnh nhân thấy rằng cái loại thuốc đó giúp cho ban đêm bệnh nhân không còn đói nữa. Các ca lâm sàng vừa rồi minh họa cho các bạn cho thấy trào ngược chỉ xảy ra vào ban đêm có đáp ứng tốt đối với baclofen và tác dụng phụ. Đằng nào bệnh nhân cũng ngủ vào ban đêm mà. Và ngay cả 20 g cũng có thể tăng, 20 mg baclofen có thể thêm vào khi đã tăng gấp đôi liều PPI rồi. Chúng ta đã kết thúc cái phiên thứ nhất. Chúng ta bị chậm 4 phút so với lịch trình. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao ngắn và quay trở lại lúc 6 giờ 10. 4 giờ lúc 3 giờ 10 phút. Xin cảm ơn. Quay trở lại sau 15 phút.